Đậu đỏ, ai mà không biết đậu đỏ phải không bà con? Đậu đỏ là chúng ta biết hết, nhưng mà có nhiều người không biết được những cái ngóc ngách bên trong. Thấy đậu đỏ là nó tốt, tốt vô cùng cho sức khỏe. Thật ra người sử dụng đậu đỏ, uống nước đậu đỏ, ăn đậu đỏ, làm chè đậu đỏ rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà có riêng một số người không nên ăn đậu đỏ, không nên ăn đậu đỏ để cho bệnh của mình mau lành, mau bớt, mau khỏi. Chứ nếu ăn đậu đỏ vào, sử dụng đậu đỏ vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, chứ không phải ai cũng tốt hết đâu nha bà con. Cho nên những người như vậy và những bệnh như vậy vui lòng đừng ăn đậu đỏ nha bà con. Đó là người đau bụng, người có dạ dày kém, tiêu chảy, phù nề, lạnh tay chân, tê tay chân, tiêu hóa kém, đầy hôi hơi rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, ăn kém ngon, no ngon, ăn kém ngon, bị ho khi trời trở lạnh là vui lòng đừng ăn đậu đỏ để cho nó tốt cho căn bệnh của mình bà con à. Không nên ăn đậu đỏ, nó tốt cho mình. Ngoài ra đậu đỏ nó tốt, tốt vô cùng vì nó dinh dưỡng cho cơ thể, đề kháng đẹp da, hệ miễn dịch, viêm thận, sỏi thận, phù thủng, ung nhọt, tốt quá, viêm gan, gan mà sơ gan, mệt mỏi được giảm, được tốt, tốt cho căng thẳng, tốt cho phòng ngừa các bệnh ung thư, tốt cho đặc biệt là ung thư vú của phụ nữ, đặc biệt là ngăn ngừa chặn được ung thư bà con à. Đó, như vậy là nó tốt, tốt cho đường trong máu, tốt cho tim mạch, tốt cho bà bầu, tốt cho da sáng đẹp. Nhưng mà không phải nó tốt là ngày nào cũng ăn được. Nó tốt một ngày chúng ta chỉ nên ăn là 50 gram một ngày. Tốt là một ngày ăn không quá 50 gram một ngày. Ăn 5 ngày, 6 ngày, 1, 2, 3, 4, 5, 6 là phải nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn nha bà con. Bà con ơi, kênh chúng tôi là kênh đời sống và sức khỏe. Ngày nào cũng nói, ngày nào cũng có 4 video về đời sống và sức khỏe để bà con ta biết được ăn gì và không nên ăn gì. Bà con thấy được vui lòng chia sẻ để mọi người cùng nhau khỏe mạnh. Thấy được vui lòng chia sẻ để mọi người cùng nhau mạnh khỏe nha bà con. Và đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ chúng tôi. Chân thành cảm ơn bà con. Chúc bà con đã vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào.